Tháp Bà Ponagar, còn gọi là Tháp Thiên Y Thánh Mẫu, là một ngôi đền 100 nằm trên một ngọn đồi ngay chân cầu Sấm Bóng, cách thành phố Nha Trang khoảng 2 cây số về phía bắc. Tháp Bà Ponagar hiện là một trong những quần thể kiến trúc Champa còn khá nguyên vẹn so với các tháp Cham khác và được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1979. Kiến trúc tháp Bà Ponagar gồm có 3 tầng. Tầng thứ nhất, tháp ngang mặt đất, có ngôi tháp cổng chính và cổng phụ nhưng nay không còn nữa. Tầng thứ hai là nhà khách dành cho người hành hương sửa soạn lễ vật trước khi lên tháp cầu cúng. Khu vực nhà khách rộng 15m, dài 20m, gồm có 4 hàng cột hình bát giác, bao gồm 10 cột lớn và 12 cột nhỏ. Tầng thứ ba trên cùng là nơi các ngọn tháp tọa lạc, được xây dựng theo kiểu Chăm. Những viên gạch được xếp chồng chít lên nhau mà chúng ta không nhìn thấy có bất cứ một chất kết dính nào cả. Một phần thành phố Nha Trang nhìn từ trên tháp Bà. Bên dưới là cầu Sấm Bóng, xa xa là cầu Trần Phú.
chưa phai tàn dấu. Thành trăm ba nắng mưa bụi nhạt màu, trà ban reo tiếng ca muôn đời sau. Ngày liệt oanh nung nấu, hơi vang son những vương triều còn đâu, còn trăm đây tháp trăm ba nhìn đời. Giữa trời Pô Na Gà tháng năm trong trùng khơi, tháp reo phong gọi người về đây nghe gió ru trong chiều thu. Thần thoại trăm thánh thiên ni à na, ngàn đời vang khúc ca trăm chính cao 23 mét là nơi thờ tượng nữ thần Pô Na Gà, tượng được thạch bằng đá hoa cương màu đen. Trên đỉnh tháp có hình nữ thần đưa gà đang múa giữa hai nhạc công. Phai tàn dấu, thành trăm ba nắng mưa bụi nhạt màu, trà ban reo tiếng ca muôn đời sau. Ngày liệt oanh nung nấu, thời vang son những vương triều còn đâu, còn trăng đây tháp trăm ba nhìn đời. Pô Na Gà tháng năm trong trùng khơi, tháp reo phong gọi người về đây nghe gió ru trong chiều thu. Thần thoại trăm thánh thiên ni à na, ngàn đời vang khúc ca trăm hoa, ngàn đời